Thưa quý vị và các bạn, chạy bộ hiện nay đang là một môn thể thao được lựa chọn để luyện tập khá phổ biến và trở thành một phần phong cách sống lan rộng trong giới trẻ. Mới đây, tại bãi biển Hải Tiến, dự án Vitalita đã tổ chức giải chạy gây quỹ từ thiện vì cộng đồng Happy Running năm 2024 với sự tham gia của hơn 500 chân chạy phong trào trên địa bàn tỉnh, trong đó có nhiều bạn trẻ trong lứa tuổi học sinh. Các vận động viên tham gia giải chạy gây quỹ từ thiện vì cộng đồng Happy Running năm 2024 tranh tài ở 3 cự ly thi đấu gồm 3 km, 5 km và 10 km. Không chỉ là hoạt động thể thao, giải chạy này còn mang tinh thần sẻ chia với cộng đồng khi mỗi runner tham gia đóng góp 100.000 đồng để gây quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em khó khăn tại huyện Lang Chánh. Giải đấu không chỉ có sự tham gia của những gia đình, công ty, doanh nghiệp và các câu lạc bộ runners mà còn có sự hưởng ứng tích cực của những em học sinh. Em rất là vui khi được tham gia giải chạy này. Và em là người nhỏ tuổi nhất của câu lạc bộ Hội An Runner. Em rất hạnh phúc khi mà hoàn thành cự ly 3 km của mình. Giải chạy gây quỹ từ thiện vì cộng đồng Happy Running còn là sự kết hợp giữa thể thao và du lịch. Không chỉ là nơi các vận động viên rèn luyện sức khỏe, sự kiên nhẫn qua những vòng chạy, mà còn là cơ hội để khám phá, trải nghiệm vẻ đẹp của bãi biển Hải Tiến, xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa. Flamingo thì mình đến lần thứ 2. Và đây là giải chạy đầu tiên ở đây mình tham gia. Và mình thực sự là cái cung đường ở đây nó mới, nó vẫn còn cái nét hoang sơ nhưng mà nó lại được thiết kế mới, cho nên đâm ra nó rất là đẹp. Và chạy dọc bờ biển thì nó mát vô cùng, cảm giác hôm nay rất là sảng khoái. Em cảm thấy rất vui ạ, nhưng mà cuộc thi này em thấy là tăng tính giao lưu nhiều hơn là cạnh tranh ạ. Tại vì rất ít các runner chạy, đa số là những anh em phong trào nhiều ạ. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, chạy là bộ môn thể thao thu hút số người tham gia lớn nhất. Chạy bộ không chỉ là hoạt động thể chất mà còn như cách các bạn trẻ tận hưởng cuộc sống, kết nối với cộng đồng và vượt qua giới hạn của bản thân. Đây không chỉ là môn thể thao đơn giản giúp mỗi người tự bảo vệ sức khỏe bản thân, góp phần nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật, tạo ra những thay đổi tích cực trong cộng đồng. Chạy bộ ngày càng phổ biến bởi sự đơn giản, tiết kiệm chi phí, linh hoạt về thời gian, địa điểm và hình thức tập luyện, không phân biệt lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, chỉ cần người tập có niềm đam mê, sở thích. Ngoài mang lại lợi ích cho sức khỏe như cải thiện hệ cơ xương khớp, tốt cho tim mạch và hô hấp, chạy bộ còn rèn luyện đức tính kiên trì, nghị lực, tổ chức kỷ luật. Quá trình chạy giúp giải tỏa căng thẳng, khiến cho tâm hồn trở nên nhẹ nhàng và thư thái, từ đó tăng năng suất lao động, học tập, làm việc hiệu quả và hăng say hơn. Sau các cuộc tranh tài, giải đấu có ý nghĩa này đã thực sự lan tỏa trong cộng đồng và tạo ra những giá trị tốt đẹp và đạt được mục đích mà sự kiện Happy Running đã đề ra. Ban tổ chức đã trao huy chương và phần thưởng cho các chân chạy giành giải nhất, nhì, ba ở các nội dung thi đấu của nam và nữ. Bên cạnh đó, tất cả các vận động viên hoàn thành đường chạy đều nhận được huy chương của ban tổ chức.